Xin chào bạn, mình là Nguyên. Chào mừng bạn đến với kênh của Nguyên Yoga. Đau thần kinh tọa là một trong những cái cảm giác rất là khó chịu mà nhiều bạn phải trải qua. Đó là cảm giác đau lây lan từ vùng lưng dưới, thắt lưng, chạy dọc xuống vùng hông và chân của bạn. Trong video này, Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn các bài tập giúp giảm đau nhanh các cơn đau thần kinh tọa. Hy vọng là video này sẽ có ích với bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện nhé. Ok, rồi đầu tiên là chúng ta sẽ xoay người sang. Và mình sẽ sang tư thế em bé ha. Child pose là một tư thế rất là tốt để kéo giãn vùng lưng cũng như là giảm các cơn đau ở vùng lưng dưới, thắt lưng cũng như là giúp kéo giãn các đốt sống lưng của các bạn. Các bạn sẽ hạ mông về phía gót chân ha. Mình sẽ tách mở nhẹ hai gối ra ngoài và duỗi thẳng hai tay về phía trước. Rồi các bạn vươn dài lưng về phía trước ha. Hít thở đều ở đây. Với các bạn nào mà cảm thấy hơi khó chịu ở vùng hông và vùng bắp đùi, bắp chuối của các bạn thì các bạn có thể nâng nhẹ hông lên về phía trước ha. Còn nếu bạn nào cảm thấy thoải mái thì ngồi sát hông về phía gót chân của mình, vươn dài lưng lên về phía trước. Hít thở đều ở đây. Năm, bốn, ba, hai, một. Ok, rồi. Sau đó các bạn sẽ nhẹ nhàng, các bạn sẽ di chuyển hai tay của mình sang bên phía bên phải. Và vươn người sang bên phía bên phải ha. Các bạn sẽ cảm nhận được nó căng giãn cái vùng lưng và vùng hông lườn của mình ở bên trái nhé. 4. Thở đều. 3. 2. Và 1. Chậm rãi các bạn sẽ di chuyển hai tay của mình sang bên phía bên trái. Và tương tự chúng ta sẽ giữ ở đây, thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Ok, rồi chậm rãi chúng ta đưa người trở về và chúng ta mình sẽ nâng người lên. Rồi, chúng ta lên tư thế chiếc bàn tabletop. Các bạn sẽ mở hai đầu gối bằng hai vai. Cổ tay vai trên đường thẳng ha. Hai đầu gối mở bằng hai vai, đầu gối và hông của mình trên đường thẳng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm tư thế mèo và bò ha. Rồi, hít vào các bạn sẽ nhẹ nhàng thả nhẹ bụng xuống thôi, không cần phải nhiều quá ha. Tạo một độ cong nhẹ nhàng ở lưng và nâng cằm ngước nhẹ nhìn đây. Sau đó thở ra, chúng ta sẽ cuộn tròn cao hết lưng của mình lên trên, rút cao hết ngực của mình lên và thu cằm về phía ngực. Tiếp tục hít vào, chúng ta sẽ thả nhẹ bụng ngực xuống này và ngước nhẹ nhìn lên. Và thở ra, chúng ta sẽ cuộn tròn hết lưng của mình lên trên. Tiếp tục hít vào, thả bụng này, nâng cằm và ngước nhìn lên. Thở ra, cuộn tròn hết lưng của mình lên trên, rút cao hết ngực này. Và chúng ta sẽ thả lỏng lưng của mình ở đây. Rồi, tiếp theo Nguyên sẽ hướng dẫn trước rồi các bạn sẽ cùng làm với Nguyên nhé. Lát nữa chúng ta hít vào, mình sẽ duỗi thẳng chân phải về phía sau nhẹ nhàng. Và thở ra, chúng ta sẽ thu đầu gối về phía ngực của mình. Ok, rồi mình cùng làm với nhau nhé. Các bạn nào không nhấc được chân cao thì các bạn có thể nhấc chân thấp ha. Rồi, bây giờ chống hai tay này, hít vào nhẹ nhàng nhấc chân phải lên về phía sau này. Và thở ra, thu đầu gối về phía ngực của mình.
hai lần nữa, hít vào, duỗi thẳng chân phải về phía sau. Thở ra, thu đầu gối về phía ngực của mình. Một lần nữa này, hít vào, duỗi thẳng chân phải về phía sau. Thở ra, thu đầu gối về phía ngực. Rồi, chúng ta thả lỏng chân của mình và mình đổi bên tương tự ha. Hít vào, các bạn sẽ duỗi thẳng chân trái về phía sau. Thở ra, thu đầu gối về phía ngực của mình. Tiếp tục, hít vào, duỗi thẳng chân trái về phía sau. Thở ra, thu đầu gối về phía ngực. Một lần nữa, hít vào, duỗi thẳng chân trái về phía sau. Và thở ra, thu đầu gối về phía ngực. Rồi, chúng ta thả lỏng. Ok. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ chống xuống hai cẳng tay giúp Nguyên nhé. Rồi, mình xuống tư thế nhân sư ha, Sphinx. Các bạn chống trên hai cẳng tay. Mở nhẹ vai và ngực của mình. Và chúng ta sẽ hít thở đều ở đây. Với bạn nào cảm thấy đau lưng ở đây, mỏi lưng nhiều quá, các bạn cảm thấy không thoải mái thì lựa chọn hai dễ hơn là các bạn có thể đang hai cẳng tay và nằm trên cẳng tay của mình nhé. Bạn nào thấy thoải mái thì các bạn chống trên hai cẳng tay giúp Nguyên. Tư thế nhân sư này nó sẽ giúp kéo giãn cái vùng cột sống lưng, đặc biệt là vùng lưng dưới của các bạn. Ok. Hít thở đều. 5 4 3 Hít thở đều. 2 1 Rồi, bây giờ các bạn sẽ di chuyển hai tay nhẹ nhàng, hai cẳng tay sang bên phía bên phải giúp Nguyên. Và hít thở đều ở đây. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì các bạn không cần phải đưa hai tay sang nhiều quá ha. Tương tự cho các bạn nằm trên cẳng tay thì các bạn cũng làm tương tự, nghiêng người sang. 4 3 Hít thở đều này. 2 Và 1 Rồi, chúng ta di chuyển hai tay sang bên phía bên trái của mình. Và hít thở đều ở đây. 5 Cái mục đích của bài tập này là nó giúp di chuyển cái vùng đốt sống lưng ở vùng dưới thắt lưng của các bạn sang hai bên để cho chúng ta kéo giãn cái cột sống lưng và hạn chế cái việc chèn ép dây thần kinh ha. 3 2 Và 1 Rồi, các bạn sẽ hạ sát người xuống giúp Nguyên. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nằm ở trên hai cẳng tay, Nguyên sẽ hướng dẫn ha. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau nhấc chân, một chân lên ha, chân phải, sau đó chúng ta sẽ hạ xuống và mình sẽ đổi bên. Rồi, ok. Nếu không nhấc được cao thì các bạn nhấc thấp nhé. Rồi, chúng ta cùng làm với nhau ha. Rồi, nhẹ nhàng hít vào nhấc cao chân phải, đùi phải ha. Cố gắng không co đầu gối nhé. Thở ra hạ xuống. Rồi, bên trái này, hít vào lên up. Thở ra hạ. Tiếp tục bên phải, hít vào lên. Thở ra hạ xuống. Bên trái, hít vào lên. Thở ra nhẹ nhàng hạ. Rồi, lần cuối, bên phải, hít vào lên. Thở ra hạ. Bên trái, hít vào, thở ra hạ. Rồi, chúng ta nâng người lên. Rồi, các bạn sẽ nằm ngửa ra giúp Nguyên ha. Mình sẽ làm cái tư thế để giúp thư giãn cái chân của mình, hay giảm các cơn đau ở vùng chân của các bạn. Rồi, chúng ta sẽ nằm ngửa ra ha. Rồi, đầu tiên là các bạn sẽ duỗi thẳng chân phải lên về phía trần giúp Nguyên ở đây.
Rồi, với các bạn nào mà dây chằng chân dẻo và cho phép được thì các bạn có thể dùng tay cầm chân và duỗi thẳng chân ở đây. Tuy nhiên, Nguyên biết là có rất nhiều bạn không thể nào cầm được chân hoặc cầm được lòng bàn chân. Thì lựa chọn một là các bạn cầm ở phần chân này của mình và các bạn sẽ lật cái mũi chân về phía người của mình ha. Thì nó sẽ giúp kéo căng giãn cái vùng dây chằng của các bạn ở đây. Và ngoài ra thì một lựa chọn nữa thì các bạn cũng có thể lấy một cái khăn hoặc một cái dây. Các bạn có thể móc vào phần mũi chân và các bạn có thể kéo giữ ở đây. Được không? Rồi, hãy chọn lựa chọn nào phù hợp với cơ thể của các bạn và các bạn làm ha. Các bạn có thể cầm dây hoặc cầm chân hoặc cầm mũi chân. Và chúng ta giữ ở đây này, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Ok, rồi, thả lỏng đổi bên ha. Tương tự chân trái lên. Đây, Nguyên sẽ không dùng dây để cho những bạn nào không có dây thì các bạn có thể cùng làm với Nguyên ha. Rồi, hoặc các bạn lấy cái khăn ở nhà cũng được hoặc một cái áo cũng được. Rồi, cầm ở đây và lật mũi chân về phía người này, giữ này, hít thở đều. 5 4 3 2 1. Rồi, các bạn hạ chân xuống. Rồi bây giờ các bạn nhấc chân phải lên lại. Chúng ta sẽ Nguyên hướng dẫn nhé. Lát nữa mình sẽ co xuống và duỗi lên, lật mũi chân về phía người. Sau đó các bạn sẽ đưa chân sang bên và đưa chân trở về, sau đó làm một lần nữa. Ok, rồi các bạn cùng làm với Nguyên ha. Rồi, co chân phải này, rồi hít vào này, rồi thở ra này, duỗi thẳng này, lật mũi chân về phía người này, sau đó lật đưa chân sang bên phải, rồi sau đó đưa về lại, co chân. Đấy, lần hai này, hít vào này, thở ra đưa chân lên này, lật mũi chân về phía người, sau đó đưa chân sang bên phải và đưa về lại. Một lần cuối này, co chân này, hít vào, đưa chân lên, thở ra, lật mũi chân về phía người, đưa chân sang bên và đưa chân về lại. Rồi, thả lỏng ha. Rồi, tương tự cho bên trái, các bạn đưa chân lên, hít vào co này, thở ra này, duỗi này, lật mũi chân về phía người, sau đó đưa chân sang bên trái và đưa chân về lại. Tiếp tục co này, hít vào, thở ra này, lật mũi chân này, đưa chân sang bên trái, đưa về lại. Hít vào co này, đưa chân lên này, thở ra này, đưa chân sang bên trái, đưa về lại. Ok, rồi chúng ta co đầu gối lại ha, dễ ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đưa chân phải lên đùi của chân trái giúp Nguyên nhé. Chân phải, cổ chân phải lên đùi chân trái. Các bạn sẽ đưa chân trái lên về phía người và các bạn sẽ giữ ở đây, hít thở đều. Ngoài ra các bạn có thể dùng tay phải đẩy gối phải về phía trước và cầm tay trái, cầm đùi trái và kéo giữ ha. Nó sẽ ép căng cái vùng khớp hông, dây chằng và cơ vùng hông, đặc biệt là hông phải của các bạn. Rồi giữ. 4 3 2 và 1. Thả lỏng. Rồi đổi bên này, các bạn đặt cổ chân trái lên đùi chân phải, đưa chân về phía người và giữ ở đây. Chúng ta có thể cầm ôm chân phải và đẩy gối trái về phía trước. 5 này, 4, hít thở đều. 3 2 1. Rồi, thả lỏng nè. Ok. Rồi, tiếp theo các bạn co hai đầu gối về phía người này. Các bạn hạ nhẹ hai đầu gối sang bên này, nhẹ hạ nhẹ thôi nhé, không cần nhiều nhé. Sau đó sang bên trái này. Rồi, sang bên phải này. Sang bên trái này. Ok, phải lần nữa này, trái này,
Rồi các bạn duỗi thẳng hai chân, lắc nhẹ hai chân của mình, lắc nhẹ thả lỏng. Rồi sau đó các bạn lấy hai tay ôm lấy hai chân, ôm nhẹ ở đây, hít thở đều. Hít sâu và thở chậm. 5 4 3 2 và 1. Ok, rồi. Thì nghiêng người sang và chúng ta chống tay ngồi lên lại. Ok, rồi như vậy là Nguyên đã hướng dẫn xong các bạn các bài tập để giúp giảm đau nhanh các cơn đau thần kinh tọa. Thì hy vọng là video vừa rồi có ích với các bạn. Nếu bạn thích video này thì Nguyên sẽ rất là vui nếu bạn bấm nút like ủng hộ công sức làm video này của Nguyên. Cũng như nếu có bất kỳ câu hỏi yêu cầu video nào thì hãy để lại cho phần comment cho Nguyên nhé. Nguyên còn rất là nhiều video trong kênh của mình, hãy ghé thăm ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.